Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục Văn hóa Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội là một hoạt động văn hóa tinh thần của nhân dân được hình thành trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, của đất nước. Đặc điểm chung của các lễ hội là nhằm tôn vinh những hình tượng thiêng liêng để củng cố điểm tựa tâm linh và khát vọng ấm no, hạnh phúc cho mỗi người. Cứ vào dịp đầu mùa thu, người dân làng Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng hào hức tập trung về trăm Trà Lộc tham gia ngày hội phả trăm bắt cá. Đây là ngày hội văn hóa dân gian độc đáo có từ hàng trăm năm nay, mang ước nguyện về quốc thái, dân an, mưa thuần, gió hòa. Khi ảnh bình minh bắt đầu rạng dần, các vị cao niên trong làng thực hiện nghi lễ để các giang sơn và các vị thần linh trong truyền thuyết. Nghi lễ này theo thời gian có phần thay đổi nhưng vẫn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, là để ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã mở mang vùng đất này. Theo sử liệu của làng, lễ hội này tồn tại từ hàng trăm năm nay, được xem là ngày hội thuần nông của những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu hàng năm. Làng Trà Lộc một trong những làng là người dân là đến đây trực tiếp là khai hoang là đến bây giờ là hơn 550 năm. Và cái lễ hội phả trăm thì đã có trên 300 năm sau khi mà coi là cái khu vực này là tự nhiên là có một cái bao nước mà trong làng gọi là đây là cái trăm. Người Việt Nam mình thì từ xa xưa bất cứ một công việc gì là người ta đều có một kỳ lệ, biết làm nhà, làm cửa, gả con, cưới vợ cho con cũng đều có một kỳ lệ vậy. Thì đây là không những kỳ tục của Việt Nam mình là đều phải có kỳ lệ như vậy. Và kỳ lệ hồi phá trăm này thì chuẩn bị trước lúc mà ngày này thì làm, nhưng mà khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ thì sẽ lễ hội phá trăm có đến 3 hồi trống đã mới khai mạc lễ hội hàng năm như vậy. Ngay sau phần nghi lễ, người dân và du khách gần xa được phép xuống lòng hồ bắt cá. Người tham gia bắt cá chỉ được dùng các dụng cụ như nơm, rỡ, rập, rũi và các dụng cụ thủ công khác. Mỗi năm, lễ hội phả trăm Trà Lộc chỉ diễn ra đúng một lần sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu. Đây không chỉ là dịp tạo không khí phấn khởi, vui tươi, gắn kết tình làng nghĩa xóm, cổ kết cộng đồng, mà còn là dịp để người dân kết hợp làm vệ sinh lòng hồ, thay thế nguồn nước mới sạch sẽ hơn, làm cho môi trường được cải thiện, đồng thời thu hút du khách gần xa đến tham quan. Đây là một cái lễ hội là văn hóa truyền thống của làng Trà Lộc đã có cách đây hàng trăm năm. Thì thông qua lễ hội này để là thứ nhất là để tạo nét văn hóa của người dân của thôn Trà Lộc, giữ gìn cái nền văn hóa đó, và cái thứ hai thông qua cái lễ hội để cầu phúc cầu an cho người dân trong một về sức khỏe trong một năm là làm ruộng vất vả. Và thông qua cái lễ hội này nhằm mục đích đó là cải tạo lòng hồ, cải tạo thiên nhiên, giữ gìn là cái môi trường sinh thái là một ngày một là trong xanh. Càng về trưa, du khách khắp nơi đổ về khu du lịch sinh thái Trăm Trà Lộc càng lúc càng đông, lên đến hàng nghìn người. Bên dưới hồ, đông đảo người tham gia bắt cá một cách hăng say, vui vẻ. Trong khi đó, dọc theo bờ hồ, mọi người đứng xem thích thú reo hò cổ vũ, tạo nên không khí ngày hội vui tươi. Đúng cái ngày này thì tất cả dân làng ở các nơi đến đều tham gia. Mà mình thấy rất là vui, người ta không có một, có thể là một cái xô hoặc là một cái rổ người ta xuống người ta bắt, và nhất là các bạn trẻ con rất là thích, bố mẹ dắt nhau đi và người ta đi bắt cá trong cái sự vui, cái như là một cái, đúng là một cái lễ hội đặc biệt. Cái lễ hội là một cái văn hóa rất là sống, rất là thực, và nó được lưu giữ bởi tất cả mọi người.
cho nên là đây là một nét đẹp rất là tốt. Và sáng nay tôi cũng gặp một đoàn của một giáo viên người Mỹ mang học sinh từ bên đó sang bên này, họ là đang đi học về văn hóa Việt Nam và họ cũng mang sinh viên đến đây cho khám phá cái lễ hội này. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái lễ hội này sẽ là, nếu mà bảo tồn được và phát triển tốt, tổ chức quy hoạch tốt và thông báo đại chúng hơn trước khi lễ hội diễn ra, thì tôi nghĩ là sẽ thu hút được khá nhiều khách du lịch, tại vì nó khá là đặc sắc, giống như là duy nhất vậy đó. Người dân địa phương xem đầm Trà Lộc là một tài sản vô giá do thiên nhiên ban tặng. Bao quanh đầm nước này là khu rừng tự nhiên được người dân gìn giữ hàng trăm năm qua. Khu vực này có di tích tháp Chàm Trà Lộc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2003. Làng Trà Lộc được hình thành từ các chính sách di dân mở rộng lãnh thổ về phương Nam của nhà nước phong kiến Đại Việt dưới thời nhà Lê. Cư dân chủ yếu đến từ các vùng Thanh, Nghệ, Tĩnh. Họ đến đây từ những vùng đất còn nghèo khó, chật chội. Họ ước mơ tìm đến vùng đất mới rộng rãi, màu mỡ hơn để canh tác, ổn định đời sống. Trầm Trà Lộc nguyên xưa là công trình thủy lợi lớn của người Chăm để lại, dẫn nước tưới cho đồng ruộng rộng lớn ở trong vùng. Lễ hội Phá Trầm đây là một kỳ lễ hội mà thông qua đó là tạo một kỳ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó. Lễ hội văn hóa dân gian này sẽ tạo ra một kỳ sản phẩm du lịch độc đáo ở trên địa bàn của huyện cũng như là của tỉnh. Trong thời gian đến thì chúng tôi sẽ phát huy các cái lễ hội văn hóa dân gian và các cái lễ hội văn hóa truyền thống trên địa bàn, tạo ra các cái sản phẩm du lịch độc đáo để thu hút du khách đến với địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Người dân làng Trà Lộc vẫn còn lưu truyền câu chuyện đầy truyền thuyết xưa rằng có một ông tiên gảnh một đôi quang gảnh, một đầu là một viên đá dùng để đỉnh lửa và đầu kia là sọt cát để đi lấp biển. Trên đường đi chẳng may đòn gảnh bị gãy, hòn đá rơi xuống và tạo nên trầm bây giờ, còn sọt cát thì tạo thành một sa đồng mang tên là đồng cả tiên. Cũng có tích cho rằng trầm là nơi các vị thần linh tiên nữ về hội tụ trong một lễ hội xu thủy nên mới có tên là bầu giàng. Tất cả những truyền thuyết hay những câu chuyện đó đều là hư cấu nhằm thỏa mãn nhu cầu được tự hào, người ca và hưởng vọng của dân làng đối với một khung cảnh thiên nhiên trữ tình thơ mộng nằm giữa một vùng đồi cát trắng mênh mông trên dải cát trắng của vùng Hải Lăng. Chuyên mục Văn hóa Quảng Trị đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.